Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để sai. Du 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 chẳng có gì để sai. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Tốt hơn là mình biết thần thái đậm sâu. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Biết thần thái nằm đâu. Biết thần thái như nào. Quan trọng vẫn là cái thần thái. Quan trọng vẫn là cái thần thái. Ai khen chê cứ mặc kệ, mình cứ ngầu có gì phải ngần ngại. Vì mình đẹp chỗ nào từ mình biết, mình xấu chỗ nào cũng mình biết. Cái gì của mình tự mình quyết, để tâm làm gì mới lời không cần thiết. Bởi cơ bản xã hội vốn thị phi, bất kể là chuyện lớn hay là vì lý ti. Mình làm gì đi nữa thì họ vẫn gì nghĩ. Thế nên kệ đi, hơi đâu mà suy nghĩ. Quan trọng nhất không phải vẻ bề ngoài, xấu đẹp chân ngắn hay chân dài. Mình đang chơi hay là đứng gần ai mà quan trọng là. Quan trọng phải là thân thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để sai. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Tốt hơn là mình biết thần thái đậm sâu. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Biết thần thái nằm đâu. Biết thần thái như nào. Bị người bị khẩu lung tung, đúng hay sai mình đời mới dạy sao. Tốt nhất bản thân cứ ung dung, để ra đường não bộ cũng bay bổng. Nếu công không thắng thì đã sao, lỡ thua không thắng thì đã sao, đen đúa không trắng thì đã sao. Mình vẫn sống và đầu cứ ngẩng cao, dù lên voi hay xuống chó. Nhà mình giàu hay không bằng chúng nó, bước ra đường vẫn phải tỉnh. Dù cho có bao nhiêu thì đứng ngó, vì quan trọng không phải vẻ bề ngoài, xấu đẹp chân ngắn hay chân dài. Mình đang chơi hay là đứng gần ai mà quan trọng là quan trọng phải là thân thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thân thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để sai. Quan trọng vẫn là thần thái.